video kênh của chúng tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi tim nha. Và hôm nay là một ngày ai da, sao tự nhiên đau bụng quá vậy ta? Tự nhiên cái bụng tôi nó đau một cách kỳ lạ các bạn ơi. Chết rồi chết rồi, phải đi kiếm nhà vệ sinh cấp thôi các bạn ơi. Nhanh lên nhanh lên, chờ đi coi, tự nhiên đau bụng mà buổi tối chúng ta phải đi kiếm nhà vệ sinh thôi. Ôi sao tự nhiên ở giữa làng mình có cái toilet gì đâu trời, sao tôi vừa thấy nó mở đóng nắp vậy các bạn ơi. Sao có ba cái toilet nó nằm ngay giữa làng mình kỳ lạ vậy trời. Tôi có nên đi vô cái toilet này không mấy bạn ơi? Thường thì người ta nói nếu mà thấy cái toilet ở giữa chỗ là hoang vắng vậy chúng ta không nên gọi là sử dụng các bạn. Nhưng mà không được, bây giờ tôi đau bụng quá rồi các bạn ơi, chúng ta phải sử dụng thôi. Nhưng mà mấy cái toilet này mở sao ta, sao không mở được cái nào vậy? Ok vậy, mở sao thế vậy? Ba cái đầu của ba người sao ở trong cái toilet này? Khoan, sao tôi thấy các bạn comment là ba người này không phải là Skibidi Toilet mà là chị Mèo, Dắt và Huy Nấp Sao. À, trời đất ơi, phát hiện rồi nha. Ông chính tôi là Skibidi nè. Skibidi nè, bẻ cái đầu này con. Trời đất ơi, còn ai nữa? Còn ai là Skibidi ơi? Tôi Huy Nấp lộ một người rồi nè. Còn cái người kia trời đất ơi, dám biến thành Skibidi hù tôi vào ban đêm, các bạn mấy người này chán sống rồi. Trời, mày không biết gì hả? Skibidi đang nổi lắm đó. Skibidi đang nổi gì kẹo đâu, mắc gì mày hù tao? Thôi đi về anh em ơi, chán quá. Trời đất ơi, đang Huy này. Ủa mọi người làm gì mà cứ nhìn sau lưng tôi? Đừng có hù tôi nha, tôi không có tin là sợ ma đâu nha. Skibidi sao không lại? Trời đất ơi, đừng có hù tôi quánh đâu nữa, bây giờ cái gì mà sau lưng tôi? Trời đất ơi, mấy người này suốt ngày hù mình làm như mình dễ tin lắm đúng không các bạn ơi? Không có hù thiệt kia các bạn ạ. Ủa đó, tụi bay đang nhắc tên ta đúng không? Ủa đây nhắc tên Skibidi, ông xuất hiện điên luôn rồi nè các bạn ơi. Nhưng mà rốt cuộc là ông muốn gì, tại sao ông lại xuất hiện ở đây vậy? Ta có một thử thách cho các ngươi. Thử thách cho tụi tôi hả? Đó chính là thử thách xây Skibidi Toilet. Thử thách xây Skibidi Toilet đó, trời đất ơi. Ông tham gia được không? Ông tham gia được hả? Ông tham gia được, ông ghê quá à. Tụi tôi không chơi đâu ông ơi, tụi tôi sợ lắm. Ông chơi đâu, cái gì vậy? Tốt lắm, bây giờ đi theo ta để tham gia thử thách. Trời nào. Ơi, đi theo ông kìa mọi người ơi, chúng ta phải đi bắt ông dẫn theo rồi các bạn ơi. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy tham gia thử thách xây Skibidi lên các bạn. Bây này là mình bị ép buộc mà. Đi theo mọi người ơi, đi theo cái ông tới mà. Rồi, bây giờ tụi tôi phải làm gì nữa đây ông Skibidi ơi? Làm gì vậy? Giờ hãy xây ta đi chứ con nhớ như bạn nhớ nè, đứa nào mà xây xấu sẽ bị ta ăn thôi. Xây xong là bị hành tinh đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ chuẩn bị xây một con Skibidi thiệt là đẹp thế nào. Và sau đó chúng ta sẽ vô bên trong để có thể gọi là làm những cái thử thách và thiệt là hay do để ông chấm điểm thiệt là cao. Thì các bạn hãy nhớ là các bạn sẽ là người cứu chúng mình bằng cách là chấm điểm cho tụi mình nha các bạn. Nhìn hãy nhớ chấm tôi cao lắm nha các bạn. Ok được rồi, bây giờ chúng ta xây thế nào? Ok, để ráng xây cho đẹp nè, trời ơi là trời. Mình không thể để bị ăn thịt được, mình phải xây nhanh lên. Mình phải xây cho đẹp mới được. Ôi trời đất ơi, tụi nó bắt đầu xây lên rồi kìa các bạn. Được rồi, mình cũng không để nào mà chậm như vậy được nữa, không mình sẽ bị ăn thịt mất. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái block này để xây một cái toilet. Nhìn nó vừa cũ kỹ, nó vừa đáng sợ và nó vừa đẹp đấy các bạn. Nên các bạn hãy cùng coi mình xây nè các bạn ơi. Ôi sắp xong rồi các bạn, vậy bước cuối cùng chúng ta chỉ cần lắp cái này nữa là xong. Hãy cha, được rồi. Vậy là mình đã vừa xây xong một cái toilet khổng lồ này nè các bạn ơi. Trời đất ơi, các bạn nhìn này đẹp chưa? Chưa phải là Skibidi Toilet, tại vì Skibidi nó có cột cái đầu ở trong cái toilet nó lú ra nữa coi. Thì bây giờ mình sẽ gắn một cái đầu của cái con Skibidi Toilet vô trong cái bồn cầu đấy các bạn. Được rồi, gắn vô nè. Hãy cha. Được rồi nè các bạn ơi. Wow, chúng ta không chỉ gắn một cái đầu mà gắn ba đầu, nhìn cho nó đáng sợ. Vậy là chúng ta cuối cùng cũng đã xong cái gọi là cái mình bị kẹt vô trong cái bồn cầu rồi. Xong cái bức tượng Skibidi Toilet nhìn béo bé bên ngoài được các bạn. Wow, thì phần quan trọng hơn đó chính là phần những cái thử thách bên trong cái bồn cầu này, đó chính là gọi là phần bên trong đó, là các bạn cũng có thể chấm điểm để cộng vô cái điểm vẽ bên ngoài để chúng ta có cái điểm cuối cùng nha các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ đi vô bên trong để mình xây cái thử thách bên trong cái toilet này. Có ai được rồi, chui vô bồn cầu thế nào, let's go. Hey cha, vậy là mình đã đi vô được bên trong cái bồn cầu của Skibidi rồi các bạn. Và đây chính là bên trong cái bồn cầu đó, rất là rộng rãi luôn này các bạn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu xây thử thách đầu tiên thôi nào. Sẽ gắn những cái hình của Skibidi đáng sợ vô gọi là hai bên để tăng thêm gọi là phần trang trí cho cái phòng này trước các bạn. Sau đó mình sẽ đào một cái lỗ ở giữa để bắt đầu xây thử thách. Có ai được rồi, đào cái lỗ ở giữa nè. Cha,
đó các bạn, mình đã nạo xong một cái lỗ rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải từ bờ bên này để có thể đi qua được cái bờ bên kia thì có thể qua được thử thách này. Nhưng mà làm sao để qua bển, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái này đây. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là cái bồn cầu trực thăng. Tại vì sao gọi là bồn cầu trực thăng? Tại vì ở phía trên mình đã có gắn một cái cánh quạt như là trực thăng vậy, để mình có thể lái cái chiếc bồn cầu này để mình bay được các bạn, như một cái chiếc máy bay vậy. Được rồi, mình đặt xuống này thì cái bồn cầu này đó sẽ bắt đầu xoay 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 và chúng ta có thể lái trên này và bay được. Mình sẽ bay thử cho các bạn coi nha. Trời đất, coi như là tôi đang đi toilet vậy các bạn. Nhưng mà không, lần này tôi không đi toilet, nhưng mà đi toilet là chết tôi, thúi quắc luôn. Nhưng mà mình có thể bay được bằng cái này đó. Tôi có thể bay được đây các bạn ơi. Ôi ôi, bay qua đó. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải lái cái chiếc bồn cầu này bay được qua cái bờ bên kia thì chúng ta có thể hoàn thành thử thách. Nhưng mà nếu chỉ bay qua như vậy thôi thì quá dễ đúng không các bạn? Mình phải cho thêm chướng ngại vật vô trên cái con đường mình bay qua nữa, đó chính là những cái con Skibidi. Và bây giờ tôi chỉ cần bấm cái nút bên này một cái thì những cái con Skibidi nó sẽ xuất hiện cho các bạn coi. Được rồi, tôi bấm thử này. Hãy cha, được rồi, Skibidi xuất hiện đây. Ôi trời ơi, các bạn nhìn kìa. Và bây giờ thử thách bay qua bên kia của chúng ta nó khó hơn rất nhiều, bởi vì sẽ có những cái đầu Skibidi nó sẽ bay lên. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải vừa lái cái chiếc máy bay quay qua bên kia và phải vừa né nha các bạn. Trời đất ơi, hồi nãy thì dễ chứ bây giờ nhìn nó có mấy cái đầu nó bay lên thấy khó. Ôi trời, phải né nha các bạn, phải né nha các bạn, không để dính một cái là rớt cái đầu. Ôi trời ơi, trời đất, khó quá vậy, khó vậy. Ôi trời đất, trời nguy hiểm quá các bạn. Ôi trời. Ôi trời ơi, dính rồi. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ rơi cái chiếc trực thăng mà nó sẽ nổ cái đồng hư luôn rồi các bạn, và chúng ta sẽ phải bay lại từ đầu. Thì đó chỉ là cái nhiệm vụ, cái thử thách đầu tiên của tôi. Chúng ta sẽ đi qua thử thách tiếp theo bằng cách đi vô cái bồn cầu này nè các bạn. Được rồi, các bạn hãy cùng theo tôi chui vô cái bồn cầu, nó nghe nó kỳ cục các bạn, nhưng mà không sao, đi thôi. Và được rồi, chúng ta đã đến với căn phòng thứ hai sau khi chúng ta nhảy vô cái toilet rồi các bạn. Thì căn phòng này nó cũng giống như căn phòng hồi nãy, và mình đã trang trí hai bờ rồi. Và quan trọng đằng kia đó chính là cái cánh cửa để thoát hiểm, cánh cửa để thoát ra khỏi cái bồn cầu đáng sợ này. Nhưng mà trước khi thoát khỏi đó, chúng ta phải đối diện với một con, đó chính là con boss Skibidi Toilet này các bạn à. Boom, nó kia các bạn ơi. Và bây giờ cái con Skibidi Toilet này không phải là một con bình thường mà là con chùm cuối, và phải tiêu diệt nó bằng cách chúng ta sẽ canh những cái lúc mà nó lú cái đầu lên kìa bạn. Đó, nó lú cái đầu lên là những cái lúc nó có thể gây sát thương được, còn cái lúc mà nó trốn thì chúng ta không thể nào mà đánh nó được. Nhưng mà làm sao để đánh được nó? Chúng ta phải sử dụng cái vũ khí mà mình vừa sáng tạo đây các bạn ơi. Đây chính là cây kiếm, nhìn nó như là cái thông bồn cầu vậy, nhưng mà không các bạn, nó có sức mạnh vô cùng mạnh tại vì nó có kiếm lửa ở trên các bạn. Nhìn này, rồi nhìn nó như một cái cây thông bồn cầu nhưng cũng như một cái kiếm, nó rất là mạnh nha các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái này để tiêu diệt được con boss này. Nhưng mà trong khi chúng ta tiêu diệt, nó sẽ xuất hiện ra những con quái vật là những cái con Skibidi con đó các bạn. Đó các bạn nhìn kia, những cái con Skibidi con sẽ được sinh ra và tấn công chúng ta, và là nó sẽ bảo vệ cái con mẹ của nó, con chùm của nó cả. Nên mình phải sử dụng cái vũ khí này để mình tiêu diệt nó. Ôi trời ơi, nó đâu rồi, mày đi con bảo. Mình sẽ sử dụng cái kiếm này để tiêu diệt hết những cái con Skibidi con, sau đó mới tiêu diệt được con chùm cuối cùng. Nhưng mà chưa đâu, chưa có thể tiêu diệt được con chùm cuối, vì con chùm cuối nó sẽ bất tử trừ khi chúng ta phải đánh những cái bồn cầu này. Thì hai bên con boss Skibidi này chính là những cái bồn cầu có chứa trái tim của nó các bạn. Các nhìn kia, đây chính là trái tim của Skibidi, và không chỉ có một trái tim mà chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trái tim của Skibidi các bạn. Bởi vậy Skibidi hiện tại đang bất tử, không thể tiêu diệt được nó trừ khi chúng ta phải phá được hết 10 trái tim của nó thì chúng ta mới có thể đánh được con chùm cuối cùng. Đó mới là cái độ khó thật sự của ngày hôm nay. Thì đó, sau khi năm người kia có thể tiêu diệt hết 5 trái tim này thì mới có thể đánh được con boss cuối cùng, sau đó mở được cái cánh cửa đằng sau cái lưng cái bồn cầu này để đi thoát ra. Và đó chỉ là thử thách của tô gà ngày hôm nay đó các bạn ơi. Thì các bạn hãy nhớ coi hết video để xem thử cái thử thách của tô gà có xịn không và chấm điểm cho nó nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đi ra ngoài thôi nào. Hay cha, vậy là mình đã xây xong thử thách bên trong cái bồn cầu này rồi các bạn. Đừng quên coi hết video này để xem thử những cái người kia tham gia những cái thử thách của mình họ có vượt qua được không nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta để xem thử mọi người xong chưa nào. Mọi người ai xong chưa vậy? Xong rồi. Hình như mọi người đã xong hết luôn kìa. Chị Mel, Jack và Huy cũng đã xong hết rồi các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không đi vô bên trong những cái con Skibidi Toilet để review từng người các bạn. Được rồi, để coi từng người các. Ôi trời, sao con của chị Mel nhìn hề hước vậy? Sao cái mặt nó ngu vậy? Em nhớ là nó đáng sợ lắm mà. Đang cười mà, đang cười mà nhìn ghê không? Nhìn nó không có ghê chút nào luôn á. Trời ơi, cái này là điểm đáng sợ là không điểm, nhưng mà điểm hề hước là 100 điểm thôi đúng không các bạn? Được rồi, thì bạn đừng quên chấm điểm cái vẻ bề ngoài cho chị Mel nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi vô bên trong coi thử những cái thử thách của chị Mel nó như thế nào trước nha các bạn. Được rồi, bây giờ đường đi vô là đường nào vậy các bạn ơi? Huy với Jack kiếm tôi phụ rồi. Nhìn đây có cái cần gạt để dội cầu. Ồ, sao có cái này đâu ấy? Trời đất ơi, có nguyên cái lỗ ở trên cái đầu này luôn các bạn ơi. Chạy ra đây chính là cái đường vô, cái đường của Skibidi Toilet là đi vô trên đầu được coi. Được rồi, nhảy vô đi anh em ơi. Như mình đi vô được bên trong thử thách rồi. Ủa trời, tìm cục xịt ta trả lại thử thách gì nghe thúi quắc vậy sao? Bây giờ mới dùng cái cây này. Đây chính là cái cây thông bồn cầu. Bây giờ mới dùng cái cây thông bồn cầu này quánh mấy cái con Skibidi giả à. Sau đó tìm cái cục xịt. Quánh mấy cái bồn cầu này là cửa tự động mở ra. Ok, vậy là mình phải chiến đấu với những con này sao? Chuẩn bị chiến đấu rồi đó bạn ơi. Tới rồi kìa bạn. Lại vũ khí. Ây da, tụi nó không có dạy. Mày sao? Ôi, tôi nhìn mày rồi. Nó đang cái kia. Thấy rồi kìa. Ôi, mà lên đâu rồi?
con, may nè con, may nè con, may nè con, yeah. Ném con Sitter trước đi. Rồi, rồi, vậy là mình đã làm được con Sitter chỉ có một con chứa con Sitter các ai. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần quăng vô đây các bạn. Được rồi, quăng vô cái này, hai cha. Ôi trời ơi, con Sitter cho xuống cái bồn cầu, cửa mở ra. Yeah, yeah, yeah. Đi rồi. Ok, đi thôi các bạn ơi. Vậy là đã xong bên trong thử thách skip đi toilet của chị Mèo rồi. Các bạn đừng quên comment để dưới chấm điểm cho chị Mèo nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới với người tiếp theo. Đây chính là của ai ta? Của ai đây ta? Ờ, đó chính là của là Jack Vian đó các bạn ơi. Còn bây giờ thì các bạn chuẩn bị chơi, chuẩn bị đi vô bên trong này. Bên ngoài thì nhìn có vẻ hiểu. Sao nhìn con này nó không có đáng sợ gì cho. Có còn đáng sợ thua con bên chị Mèo nữa các bạn ơi. Con của tôi nó đẹp trai giống tôi vậy. Nó đẹp trai, đẹp trai. Chỗ nào đẹp trai mà chui vô cái bồn cầu vậy? Trời ơi, vậy là Jack thích cái bồn cầu đó. Thôi được rồi. Thì bây giờ chúng ta làm sao để đi vô được? Làm sao để vô được bên trong mấy là quan trọng nè các bạn ơi, làm sao vô ta, làm sao vô ta. Đâu ta, đâu ta. Đây, ui hình như chỗ này có cái gì này các bạn. Thì tôi thấy nó như một cái nắp bồn cầu mà mở ra thì coi. Mở ra được nè các bạn ơi. Vậy bây giờ con này nó không phải chui vô cái toilet nhưng mà nó chui vô cái phần là cái thùng ở sau, cái thùng nước bồn cầu các bạn. Được rồi. Bên này đằng sau này à, nó có cái đường vô này. Được rồi. Vô thử thách em ơi, let's go. Trời, mình đã đi vô được bên trong thử thách của Jack này các bạn. Ok vậy. Ôi, sao nhìn vui vui vậy trời. Nhìn mấy cái đầu CP ra đây được theo đúng nghe. Đúng đưa, đúng đưa. Chạy qua chạy lại kìa. Chọn Skippy đi. Cái gì? Chọn Skippy đi hả? Chọn là sao, là sao, là sao? Đây nè, chọn cái này nè, chọn cái này nè. Trời ơi, chúi vậy, chúi vậy. Trời ơi, mình phải cầm cái cục này để mình chọn với con nó đang treo lên lưỡng kia sao. Ôi, nhưng mà chọn xong rồi sao nữa? Ấy, bây giờ mấy ông thử đi qua đi. Ôi, thử đi qua là sao? Bây giờ đúng rồi. Không có gì đâu mà dơ đi qua thôi. Ôi, vậy là bây giờ mình phải chọn vô mấy con Skibidi kia để mình gọi là mình sẽ có thể qua được đây nào. Em thử trước này các bạn, để chọn này, chọn này, chọn một cái thì coi. Không biết nó sẽ giúp mình được cái gì coi. Ai chọn giờ nó hụt quên em ơi. Chọn rồi, anh em chọn phụ tôi coi, chọn phụ tôi coi. Ai chọn, ôi, dính một con rồi. Ôi, giờ nó đang bay tới chỗ của tôi kìa em ơi. Lên cái thuyền đưa ông qua nè. Bây giờ, ok, vậy là tôi có thuyền rồi nè. Mỗi người kiếm một cái đi em ơi. Đó, bây giờ nó đang bơi tới chỗ của tôi kìa thôi. Được rồi, sau đó mình sẽ lên đầu của nó là mình đi là được đúng không các bạn? À, rồi, thử rồi. À, lên này, lên đầu. Thì Huy với chị Mèo thử đi, thử đi. Tới lượt ta, chị Mèo nè. Ok, hãy có ơi, trời ơi, ôi ơi, đang chọn cái trời, không biết sao rồi. Có là trời, không dính cái nào trời. Ôi, dính một con rồi, hai con rồi. Trời ơi, dính quá trời luôn kìa, được rồi. Bây giờ nó đang bơi tới chỗ của mọi người đó. Trời, chị Mèo có đủ dư rồi, còn trời gì nữa trời, vẫn còn hai con đây kìa. Được rồi, bây giờ chỉ cần ngồi lên đầu một con, chọn một con, trở thành cái thuyền xong rồi bơi qua đây, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chị Mèo đã ngồi trên đầu một con kìa, ngoài trời. Nhìn đâu mấy con này hề thì chỉ loại được rồi. Ô, vậy bây giờ cũng như hồi nãy mình chỉ cần quăng cục này vô đây thì nó sẽ mở cửa đúng không? Hai cha. Wow, rồi, cửa mở rồi. Vậy là đã xong thử thách của Jack rồi. Thì bây giờ đi vô thôi nào. Hai cha. Vậy là đã xong bên trong cái bồn cầu của Jack rồi các bạn ơi. Đúng là bồn cầu đẹp trai thiệt bên trong. Hả, chơi cái thử thách cũng hay thì các bạn đừng quên chấm điểm cho Jack nha. Còn bây giờ thì chúng ta đóng cái nắp lại, đẹp trai đó, đẹp trai đó, đóng lại nè. Được, các bạn đã chấm điểm cho Jack chưa? Còn bây giờ chúng ta tới với cái bồn cầu người tiếp theo. Ôi trời ơi, trời đất ơi. Kiểu dữ vậy. Sao mà răng súng vậy mày. Trời đất ơi, cái răng nó bị súng hay rồi. Ôi, nhưng mà nhìn cái bồn cầu Queen cũng xịn nha các bạn. Nhìn bự nhất trong tất cả cái bồn cầu nãy giờ luôn các bạn. Đừng vô là chỗ nào đi các bạn. Comment đó thử coi. Các bạn comment thử coi các bạn. Ôi, trời ơi, nhìn nó bự quá coi. Hay là ở dưới kia. Ôi, có một số bạn comment là bên trong cái răng súng sao không lẽ nào. Đúng rồi, cái lỗ gì nè. Ôi, có cái lỗ gì bên trong này các bạn ơi. Dắt Huy lại đây coi nè. Bên dưới nó có một cái lỗ kìa. Vậy là mình sẽ đi vô bên trong Skippy đi toilet bằng cái đường này. Mình đã đi vô được bên trong thử thách quy nấp ngoài đây các bạn. Để coi đây sẽ là thử thách gì đó. Trời ơi, sao cái gì mà có mấy cái ống bồn cầu này. Có bồn cầu nó bay lên bay xuống quá trời quá đất rồi. Nhưng mà ở đây có một cái vạch gì nè. Khi đứng vô cái vạch là sẽ trò chơi sẽ bắt đầu. Ôi, chị Mèo làm vô rồi kìa. Có gì là sẽ ra đâu. Ôi, là sao. Ôi, cái gì đây kìa các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Được cái gì nó màu nâu ghê mày. Ơi nó sắp tới rồi kìa. Chị Mèo lại chị Mèo lên xuống rồi luôn các bạn ơi. Nó chìm xuống dưới rồi. Vậy là cái thử thách này chỉ mình tôi vừa qua thôi. Còn Jack với chị Mèo trên đường đi đã bị lọt xuống. Trời, cái nước này là nước gì ghê quá bạn. Comment thử coi trời nước này nó sô-cô-la gì mà gớm quá các bạn. Ôi, vậy là mình xin liều với chị mình vừa qua thôi à. Chúc mừng mày nha. Thôi được rồi, chị Mèo với Jack hồi sinh đi. Vậy là chỉ có mình tôi vượt qua chị Mèo với Jack hồi sinh rồi kìa. Được rồi. Còn bây giờ thì đi vô cái này để tới thử thách tiếp theo coi. Ok, này là gì? À, vậy là mình phải chui vô cái bồn cầu này sao? Để đến với thử thách tiếp theo chúng ta hãy chui vô đây nào anh em ơi. Nhảy vô đây anh em ơi. Đây là đâu vậy? Hình như đây chính là thử thách tiếp theo sao? Thử thách đấu boss Skibidi của Quy Nấp nè lấy. Ôi, đấu boss Skibidi kìa các bạn ơi. Ôi trời ơi, đây là vũ khí sao? Ôi, hình như cái này là gì? Ôi, mình có thể quăng cho nó dính vô tường này
đây các bạn. Nhưng mà cái này là vũ khí gì đánh với con dữ? Hình như là mình đấu với con kia sao? Được rồi, lên đây Skippy đi. Ôi, lên đây sợ. Ôi, đó lên rồi kìa, anh em ơi. Trời ơi, mày con bé. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Trời ơi, anh em ơi, cứu tôi với, nó cắn tôi kìa, nó cắn tôi kìa. Ôi trời ơi, dùng cái bồn cầu, dùng cái hộp bồn cầu để chọi vô mặt nó đi anh em ơi. Nhìn cái đầu nó giật giật kêu ai được rồi. Để em phụ với nó, chọi 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 này, chọi chọi này. Mày này, Skippy đi, tránh ra, tránh ra, tránh ra, Skippy đi. Sao để cửa mở bây giờ? Ôi, hồi nãy mình giết nó rất là một đống xịt kia. Cục xịt kia các bạn ơi. Vậy bây giờ Giác ơi quăng nốt vô mấy cái bồn cầu này hết đi Giác ơi, để chúng ta mở đi cánh cổng cuối cùng các bạn ơi. Được rồi, Giác đang quăng vô kia các bạn ơi đó. Ok ok, để full chỗ này luôn. Nè, hai cục nè, ba cục và một cục cuối cùng hãy cho. Vậy là cửa làm sao mình nó đã mở ra rồi kìa. Được rồi, đi cho thôi các bạn ơi. Hãy cho. Vậy là chúng ta đã review xong cái căn hầm hello cái đầu Skippy của Huy Nấp rồi các bạn. Thì các bạn thấy của Huy Nấp như thế nào? Đừng quên comment chấm điểm cho Huy Nấp nha các bạn. Còn bây giờ tới lượt tôi nè cái lượt tôi của tôi nè. Đã lên đây. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Tại vì Skippy của tôi là Skippy xịn nhất mà đúng không các bạn? Thì các bạn đừng quên chấm điểm cho tôi nha. Cái bồn cầu hơi bị xịn đó nha. Có rất là nhiều chỗ gọi là cái có nút bấm bồn cầu ở đằng sau này, có cái thùng hơi bị bự bự nhất luôn rồi. Còn bây giờ thì mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị đi vô trong chơi thử thách của tổ gà TV nè. Ok. Được rồi, chỉ cần nhảy vô bên trong cái bồn cầu thôi. Chào mừng mọi người đến với thử thách của tôi gà TV. Mọi người đứng lên đi, nhảy ra khỏi hồ nước đi, sẵn sàng chưa? Nhiều ghê quá vậy. Đúng thử rồi. Thách cầu gì bay tùm lum la vậy? Đây chỉ là thử thách bồn cầu bay. Mọi người có thấy bên này tôi có một cái cái bồn cầu nó có gắn cái cánh quạt, và khi mọi người bay thì cánh quạt nó sẽ xoay và mọi người sẽ phải bay được qua chỗ bên kia. Nhưng mà phải né được những cái đầu Skippy nó đang bay lên trời kìa các bạn ơi. Cái quạt nó đã bắt đầu xoay được kìa, trong trống che của Skippy đã khởi động. Và bây giờ ai muốn là người lái chúng ta lên ngồi cái bồn cầu ơi. Nhìn ra từng người thôi, nhiều người quá nó sập bây giờ. Một người thôi, hai người là sẽ bị sập cái thuyền đó. Được rồi, bây giờ tới là Huy lái cho mọi người coi đuôi Nấp ơi. Đây, để xem nè. Ok, để coi Huy biểu diễn nè. Để tao biểu diễn nè. Huy Nấp đang biểu diễn kìa các bạn ơi. Thôi, né nè. Coi chừng, bay lên, coi chừng đụng vào những cái đường cơ. Xích dính nè, coi chừng. Trời ơi, có lá Huy Nấp rồi, trời cái đầu Skippy quá trời luôn này. Liệu Huy Nấp có thể vượt qua được không? Ôi, coi chừng đụng kìa. Các bạn đang cổ vũ cho mày quá trời, Huy Nấp mày có lá. Đụng cái đầu vô Huy Nấp rồi, rớt luôn rồi các bạn. Trời đất ơi, suýt nữa là Huy Nấp vượt qua được rồi. Hay lắm. Nhưng mà bây giờ tới lượt Giác với chị Mèo làm lại nè. Được rồi, bây giờ để Giác lái nè. Trời ơi, chị Mèo đừng có leo lên đâu. Ôi, Giác bay vô. Hay quá vậy. Ôi, đang lái nhiều khi cái này mà đau bụng quá là đi toilet được luôn đó Giác. Ôi, có lên mấy. Ê, nãy tôi đi sợ quá, tôi có đi toilet trong này. Giờ vậy, không dám bựng cái toilet tôi luôn. Giác nó xạo thì nó chọc mình các bạn. Thôi được rồi, bây giờ Giác và Lộ Huy với chị Mèo bay lại đi nè. Bây giờ là hai người cố gắng lên, phải vượt qua được. Giác nó qua được. Ôi trời, cô lại. Ôi, Huy nó đang bay qua kìa. Cô lại, Huy qua được chưa vậy? Ôi, Huy qua được luôn rồi kìa. Bây giờ còn mỗi chị Mèo thôi các bạn ơi. Các bạn hãy cổ vũ cho người cuối cùng đi. Có ai người cuối cùng là hơi bị căng đó. Được rồi, cô là chị Mèo, các bạn fan tin chỉ có thể làm được. Được rồi, coi chị Mèo biểu diễn rồi nè các bạn ơi. Coi Mèo TV biểu diễn nè. Ôi, được rồi, đều vượt qua được thử thách rồi. Bây giờ mọi người chuẩn bị đuôi vô cái toilet này đi để tới với cái thử thách cuối cùng, thử thách quyết định nè. Em ơi, đuôi vô rồi các bạn ơi. Hai cha, chào mừng
người đi quay thử thách cuối cùng. Đó chính là đánh boss KBD toilet đáng sợ. Nhìn kìa. Để coi tụi nó react sao nè các bạn ơi. Đó chính là KBD toilet đó, nhưng mà nó sẽ không hiện diện mỗi lúc mọi nơi, nhưng mà nó sẽ lú ra tùy lúc nha. Ê, mình canh lúc nó lú lên mình đánh nó đi. Thông minh ta. Được rồi, để tôi cho mọi người một cái vũ khí nè. Đây chính là vũ khí gọi là kiếm thông bồn cầu. Nhìn nè, mọi người cầm một cái đi. Trời ơi, nghe mình gắn cái cây thông bồn cầu gắn vô lửa vào. Được rồi, bây giờ thì chiến đấu đi nào. Chuẩn bị đi ơi. Và những đứa con sẽ xuất hiện. Trời ơi, chiến đấu đi nào. Cố lên ơi. Ôi, thành kiếm mạnh đi các bạn ơi. Tiêu diệt hết những con skip đi luôn. Ôi, chị Mèo đánh chữ. Ôi, chị Mèo chém dữ các bạn. Ôi, cố lên. Ok, giờ đánh luôn nào. Ôi, đánh con skip đi rồi. Chị Mèo đánh giác luôn rồi, trời ơi. Được rồi, để tiết lộ cho mọi người một bí mật. Đó chỉ là muốn tiêu diệt được đó thì phải đánh hết những cái bồn cầu nha, những cái trái tim của Skibidi đây các bạn ơi. Nó được đặt cho những cái bồn cầu rồi, bây giờ phải tiêu diệt được những cái bồn cầu. Đến phá nó trước đây. Ôi, nhưng mà trong khi phá thì những con kia nó sẽ ra nó bảo vệ kia. Nên mà vừa đánh vừa bảo vệ đi. Ok. Được rồi. Bây giờ Giác đã chia chiến thuật là Giác đánh mấy con này, còn chị Mèo là đi phá bồn cầu kia các bạn ơi. Ôi, tụi nó đang đánh nhau kìa bạn ơi. Thôi, chơi chị Mèo đi. Còn nó mấy cái ơi, được rồi, còn một cái bồn cầu cuối cùng kìa. Ôi, còn một cái cuối cùng, được rồi, phá bồn cầu và bồn cầu cuối cùng kìa, được rồi. Vậy là con chùm cuối mới thực sự xuất hiện nè anh em ơi. Skibidi chùm cuối xuất hiện đây. Ôi, nó ra rồi kìa. Trời ơi, cái con này kìa, cái da nó đỏ với cái hàm răng nó nhỏ. Ôi, nó đang cắn nguyên nắp kìa. Ôi, cố lên anh em ơi. Tôi tin anh em có thể làm được không? Chị Mèo dùng cái này để phóng các bạn ơi. Cùng ra là cây kiếm lại thông bồn cầu của mình ơi. Liệu có thể tiêu gì được không? Ôi, cái đầu nó tách ra rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, cái con này nó hơi bị mạnh. Nó còn dư, nó còn gào, nó ghê quá các bạn à. Ôi, lắc máy mình luôn rồi. Có lên. Trời ơi, huy đắp sợ kìa các bạn. Trời ơi, con này nó mạnh quá. Ôi trời, cái đầu nó bự lên quá trời vậy trời. Ôi, có lên. Sắp tiêu gì được rồi. Được con Skibidi chùm cuối được các bạn ơi. Được rồi, vậy thì bây giờ cánh cửa này nó sẽ mở ra và chúng ta sẽ đi ra ngoài. Xem gọi là coi như là xong rồi đó. Let's go. Hay cha. Vậy là đã xong thử thách của Toga rồi. Thì bạn thấy thử thách của Toga như thế nào? Đừng quên comment chấm điểm ở dưới nha. Nhưng mà hãy nhớ chấm điểm cho cao cao để con Skibidi ổng phải không gương là ăn thịt tụi mình nha các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Nhưng mà trước đó mình sẽ cho các bạn coi lại những cái bồn cầu một lần cuối này. Được rồi, nhìn lần cuối nè. Bye bye các bạn ơi. Được rồi, bye bye.